xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một món có tựa đề là ốc xào dừa. Thì cái món này nguyên liệu khá là đơn giản. Đầu tiên đó là ốc. Như các bạn thấy, đây là món ốc. Thì ốc này được gọi là ốc đá. Đây, món thì ốc thì có rất là nhiều loại. Thì ngon nhất là cái món ốc đá này, nó tương đối là sạch sẽ. Tại vì cái món ốc đá, tại vì những con ốc đá này thì nó được lấy trên những con suối, suối nước rất là trong các bạn. Đó. Đây là những con ốc đá ha. Đó. Thì để làm được cái món này thì nó có hai nguyên liệu chính, đó là ốc và thứ hai là dừa. Đó, là dừa. Và một số cái gia vị như là củ sả để cho cái món ốc nó thêm hấp dẫn hơn các bạn. Thì đây là bước đầu tiên, là bước sơ chế. Thì món ốc này để cho tiện mà các bạn sử dụng á, thì các bạn nên khi mà chúng ta bắt nó về xong á, là chúng ta hãy chặt đít nó đi. Con này thì đã được chặt đít. Khi mà chúng ta chặt đít thì chúng ta hút nó rất là dễ dàng các bạn. Đó. Thì ở quê tôi á, thì suối thì rất là nhiều, thì cái món ốc này, những con ốc đá này rất là dễ bắt. Đó. Như các bạn thấy, đây là những con ốc đá, nó rất là sạch sẽ. Thì cái loại ốc này, tại vì là nó ở trên suối nên nó rất là sẽ, nó không ăn những cái tạp chất như là bùn các bạn. Nó rất là sạch sẽ. Đó. Thứ hai là nguyên liệu đây là dừa. Thì giá dừa này tôi đã bổ sẵn rồi. Là công đoạn tiếp theo là tôi sẽ mài nó. Đó. Đây, gia vị này là củ sả. Rồi. Đó là vâng, tiếp tục đó là công đoạn mài dừa. Thì tuy tôi nói là cái món này, ốc này nó đơn giản, nó chỉ có hai nguyên liệu chính, đó là ốc và dừa. Tuy nhiên cách chế biến nó cũng không hề đơn giản, mà nó rất là cực các bạn. Thì sau khi mà chặt dừa xong thì công đoạn tiếp theo là công đoạn các bạn phải mài dừa. Đó, mài dừa hay là ở cơ tôi người ta gọi là mài dừa các bạn. Đó. Chúng ta mài dừa thật nhỏ xong, sau đó là chúng ta sẽ bỏ thêm nước để chúng ta vắt, chúng ta lấy cái nước ốc dừa này để chúng ta nấu với cái món ốc. Thì công đoạn này gọi là công đoạn mài dừa. Đó các bạn ha, công đoạn mài dừa. Đó. Thì chúng ta chỉ cần gì, lấy dừa và chúng ta bỏ lên bàn mài, chúng ta mài thôi. Đó. Sau khi mài dừa xong, chúng ta sẽ vắt cái nước này và chúng ta sẽ nấu với cái món ốc kia. Đó. Là sẽ nấu với món ốc này. Đó. Vâng, tiếp tục công đoạn tiếp theo, đó là công đoạn vắt nước ốc dừa. Như các bạn đang thấy, đây là cái công đoạn là vắt nước ốc dừa các bạn. Chúng ta chỉ cần thêm một tí nước vào cái nguyên liệu dừa mới mài xong, và chúng ta tiến hành vắt để chúng ta lấy cái nước cốt của nó. Đây, như các bạn thấy đây. Đó. Chúng ta cần có một cái màng lọc các bạn để chúng ta vắt. Chúng ta lấy cái nước cốt của nó. Đó. Rất là thơm các bạn, cái nước cốt dừa này rất là thơm. Và sau khi vắt xong, chúng ta sẽ có một cái nguyên liệu như thế này. Đây là nước cốt dừa rất là đậm đặc các bạn. Đó. Đó. Đây các bạn, nước cốt dừa. Nước thêm chứ. Nước thêm không? Cái nước này để nấu. Còn nước này để nấu chín rồi cốt dừa. Sao mình không đẹp? Thì các bạn nào mà có điều kiện hãy về quê tôi. Tôi sẽ đãi cho các bạn món này. Cái món này mà làm với một xì rượu đế thì rất là hấp dẫn các bạn. Hoặc có thể uống với bia. Rất là tuyệt vời. Thì cái nước này dùng để chúng ta nấu với ốc. Cái nước này chúng ta dùng để nấu với ốc là nấu ban đầu với ốc.
Còn cái nước cốt này thì để khi mà chúng ta nấu chín chúng ta sẽ đổ vào và sau cùng. Thì cái nước cốt dừa này là cái nước thứ hai của các bạn, cái nước này là nước thứ hai cốt dừa rồi. Thì sau khi mà các bạn đã vắt xem thì dừa này thì còn chỉ cái xác dừa thôi các bạn. Thì cái xác này các bạn có thể nhà có heo, nhà có nuôi heo thì các bạn có thể cho heo ăn cũng được. Tiếp tục đây, tiếp tục chúng ta vắt, chúng ta lấy tiếp nước thứ ba để chúng ta nấu với cái món ốc này. Như các bạn thấy cực không các bạn? Cũng tương đối là cực đó. Tuy nhiên cái món này khi mà nấu ra thì nó rất là ngon, nó khá là ngon, ngon lắm các bạn. Ngon không thì các bạn có điều kiện ở đây sẽ thưởng thức và biết. Rồi, thế là công đoạn vắt cốt nước dừa đã xem. Công đoạn vắt cốt nước dừa đã xem. Đây các bạn. Và công đoạn tiếp theo là công đoạn chúng ta sẽ làm sạch ốc bằng cái cách chúng ta sẽ trụng với nước sôi qua một nước để cho ốc nó sạch hơn. Rồi công đoạn tiếp theo là công đoạn trộn ốc vào một nước, là trộn ốc này, trộn ốc bằng nước sôi. Đây là công đoạn trộn ốc. Thì cái công đoạn này để làm cho ốc tác dụng là làm cho ốc nó sạch hơn, sạch hơn. Và khi mà chúng ta trộn ốc như thế này thì con ốc nó sẽ hả miệng ra và nó nhả những cái chất tâm ra, các bạn, giảm bớt cái tâm. Công đoạn này là công đoạn trộn ốc. Công đoạn trong ốc. Rồi sau khi chúng ta đã trộn ốc xong và chúng ta vắt nước cốt dừa xong thì công đoạn tiếp theo đó là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gia vị để chúng ta nấu ốc. Rồi sau khi đã chuẩn bị xong các gia vị thì đây là hành tiêu ớt tỏi các bạn. Thì như các bạn thấy ấy, thì để cho cái món này nó ngon hơn thì các bạn nên giã ớt thật là nhiều vào. Đó. Như các bạn thấy là cái gia vị này nó rất là hấp dẫn rồi. Ớt không các bạn. Đó. Thì thật ra cái món này thì chúng ta phải cần ớt rất là nhiều để chúng ta để thưởng thức cho nó đậm đà hơn các bạn. Đây là sả, đây là củ sả. Cái củ sả này thì để nấu cho nó thơm thì các bạn nên đập nát nó. Chúng ta không nên xắt ha. Chúng ta đập nát nó. Đó, chúng ta đập nát nó. Thì các bạn thông cảm do tôi không có thời gian nên tôi chỉ làm được cái món này vào buổi chiều tối ha. Nên cái chất lượng video nó cũng không được tốt cho lắm. Thì mong các bạn thông cảm. Do công việc của tôi thì ban ngày tôi đi làm cả ngày, nên buổi chiều về thì tôi cũng có thời gian để thực hiện cái món này. Nói là thực hiện, thực ra tôi chỉ là người quay thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho một chút dầu vào cái xoong, cái xoong. Sau đó chúng ta cho sắt vào. Tìm thêm cách nấu, các bạn có thể có cách chế biến khác thì đây thì tôi
cách chế biến ở chỗ tôi như thế này ha. Sau đó chúng ta hãy bỏ gia vị vào, hành tiêu, ớt tỏi. Như các bạn thấy thì khi chúng ta xào xào xả này nó rất là thơm, lại mùi rất là thơm. Rất là thơm các bạn, thơm mùi xả rất là thơm. Rồi sau đó chúng ta bỏ nước dừa vào, chúng ta xếp nước dừa vào. Thế là chúng ta đã có được một hỗn hợp. Rồi chúng ta sẽ nêm gia vị. Thì cái việc nêm gia vị này thì các bạn cần chú ý, chúng ta nêm một cách từ từ để cho sau đó các bạn nêm nếm nữa. Nếu như mà nó nhạt thì chúng ta cứ bỏ thêm muối vào, còn nếu như mà chúng ta nêm một cách một lần luôn á thì có thể là nó dẫn đến cái gia vị này nó sẽ mặn và các bạn không thể thưởng thức được trọn vẹn được. Ba chiếc ok em mua hộp mà rồi chúng ta chờ cái hỗn hợp này nó sôi. Có còn sôi không? Sôi mà ốc. Khi mà nó sôi thì chúng ta sẽ bỏ cái những con ốc này vào. Vì còn lại thì chúng ta chỉ cần chờ thôi các bạn. Đây là cái gia vị. Vâng, đây là nước cốt dừa. Nước cốt dừa đây là nước cốt dừa đầu tiên các bạn. Đây là nước cốt dừa mà thứ hai, thứ ba rồi. Đó, chúng ta chờ cái hỗn hợp này nó sôi rồi chúng ta sẽ cho ốc vào. Vâng, sau khi nước dừa gần sôi rồi thì chúng ta sẽ bỏ những ốc này vào. Rồi chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Thì để thưởng thức cái món ốc này thì các bạn nên nấu chín nó trong khoảng 15 phút. Còn để cái món ốc này mà nó thấm nó ngon hơn á thì các bạn hãy nấu nó khoảng chừng 25 đến 30 phút. Thì cách nấu của nó thì các bạn đừng có nấu lớn lửa mà chúng ta hãy để nó riu riu ha. Chúng ta lưu ý chúng ta hãy để riu riu lửa để chúng ta có được một món ốc nó rất là đậm đà hương vị. Rồi chúng ta đặt nó vào và công đoạn tiếp theo thì chúng ta hãy chờ đợi thôi. Thì để mà có món ốc này ăn nhanh và liền thì chúng ta có thể nấu trong khoảng 15 phút là được. Tuy nhiên để cái món ốc này nó ngon hơn và nó đậm đà hương vị hơn thì các bạn nên nấu nó từ khoảng 25 đến 30 phút và chúng ta cứ để riu riu lửa ha. Chúng ta để lửa nhỏ thôi, thật là nhỏ đó. Thì các gia vị nó sẽ thấm vào ốc và nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi công việc còn lại là chúng ta chờ đợi và chúng ta tí nữa tôi sẽ cho các bạn thấy, tôi sẽ múc ra một dĩa và các bạn thấy thưởng thức nó rất là hấp dẫn. Đó, sau khoảng thời gian từ 25 đến 30 phút và bây giờ cái món ốc này nó đã
chín rồi các bạn. Và đây là sẽ móc ra dĩa, móc ra dĩa và thưởng thức. Rất là thơm các bạn, rất là thơm. Mà tôi chỉ móc ra một ít thôi để thưởng thức thôi. Thì cái món này thì nó cũng cần một số gia vị khác như là xoài, rêu rem để cho nó hấp dẫn các bạn. Thì cái này tôi chỉ múc ra để tôi thử, tôi test thử thôi. Khá là hấp dẫn các bạn. Rồi, thưởng thức nha. Và các bạn, wow, khá là nóng, nóng lắm, nóng lắm. Do tôi quay một mình tôi nên tôi không thể quay được cái mặt của tôi. Wow. Rất ngon các bạn. Wow, rất là ngon. Wow. Rất là cay và ngon. Mà ngọt, độ ngọt rất cứng. Dễ hút. Wow. Dễ hút là cho là nấu như nước no chừng con có xào một bánh. Mà nấu như nước chừa là thế, nhưng mà cái độ nơi nó ấm nó không bánh dễ hút. Chỉ cần để cái vị vô là ra cái chung liền. Ngon, ngon lắm các bạn. Wow. Khi mà các bạn có điều kiện gì đây, tôi sẽ nấu món này cho các bạn thưởng thức ha. Thì như tôi đã nói lúc trước, con ốc này nó rất là sọc, ăn nó rất là thơm. Wow. Cay các bạn, rất là cay. Cái món này là các bạn có thể uống với bia. Thì bia của tôi thì chỉ có 100 ngàn một cốc thôi. Vậy là các bạn uống vô tư ha. Ở đây tôi chỉ quay thử cho các bạn xem thôi, chứ tí nữa tụi tôi mới nhậu. Wow, rất là ngon các bạn. Rất là ngon. Vâng, xin chào các bạn. Thì nếu các bạn thấy thích video thì có thể đăng ký và có thể like cho tôi. Cuối cùng xin chúc các bạn nhiều sức khỏe. Các bạn hãy đón xem những video khác nha. Xin cảm ơn. Ngon quá các bạn, rất là ngọt.